Đây lên cho anh em quả đèn livestream nhá. Đèn LED livestream. Mẫu là của Đức luôn này. Đây. Đây cho anh em xem. Đây nha. Của Đức nhá. Thế là nhà sản xuất thì vẫn là Trung Quốc thôi nhưng mà cái thương hiệu này của Đức. Đây, Berlin Germany nha. Chorun. Đây, thương hiệu đây. Model là WS20019 nhá. Đây, cái này có gì hay. Đây là có một cái đèn livestream như này và một cái kẹp, vừa kẹp với điện thoại vừa kẹp với iPad. Xoay 360 độ này. Kẹp chặt này, có nguồn sạc này, ánh sáng sáng này. Trong này sẽ có một cái sắt hơn nữa sử dụng này. Một cái tay kẹp này. Đây là kẹp với cả iPad và điện thoại. Đây. Nó rất là to, iPad kẹp được, điện thoại thì mình kẹp dọc nhá. Điện thoại mình đút dọc vào đây như này. Đấy, điện thoại thì mình kẹp dọc, mình xoay đầu thì xoay, xoay ngang, xoay dọc là được. Đấy, rất là chắc. Chúng cái này là sản xuất theo tiêu chuẩn Đức thì nó sẽ ngon. Bên kẹp này, bên trong là có một cái đèn này, một cái chân đế này. Ủa, chân đế nặng lắm. Đây, một chân đế. Đây gì đây? Đây là những cái này bắt vào thân này. Giờ tôi sẽ dựng lên cho anh em xem nhá. Tôi dựng lên thành hình cho anh em xem. Đây là cái đèn livestream khi bật lên, khi mình dựng lên này. Đấy nhá, thì đây là sẽ cái phần kẹp điện thoại nó này, mình thể xoay ngang xoay dọc thoải mái, kẹp với cả iPad luôn. Đấy. À, để trên bàn này rất là chắc chắn nhá. Cái phần chỉnh tay này của nó có thể tăng giảm được. Đây hạ xuống này. Tăng lên thì nó có một cái lò xo ở trong ấy. Mình kéo đâu mình khóa đấy luôn. Mình kéo lên cao thì mình sẽ khóa lại là xong. Còn mình không kéo tự nó thu xuống. Này nói chung là thiết kế nó cũng tương đối là thông minh. Ngoài ra thì nó sẽ có phần chỉnh ánh sáng ở đây. Đấy bật này. Đấy. Tăng giảm độ sáng này. Đấy, giảm đi nhá. Đấy tăng lên này. Đây là chuyển màu đèn. Cái nút này là chuyển chế độ chuyển màu đèn. Đấy màu vàng này, màu trắng và màu nắng, nắng ấm ấy là giữa màu vàng và màu trắng. Dùng này để chuyên cho dẫn là livestream. Livestream thì dùng này thì nhất luôn, tại vì dùng một cả iPad thì mọi người có thể đọc comment thì nó dễ hơn không? Điện thoại, mọi người dùng điện thoại ấy, thì cái chữ nó bé, giờ mình dùng iPad mình cho bố iPad vào đây thì chữ nó to đọc dễ. Đấy, không nhiều loại mà nó kẹp được cả iPad đâu. Loại kẹp iPad mà chân đế nó chắc chắn như này mà này. Hàng của Đức nhá. Đấy, mình giá thì siêu rẻ rồi. Anh em mà chốt thì comment inbox nhanh nhá. Ok.